Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. Báo Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam sẽ lập thêm kỳ tích. Học thầy Park, huấn luyện viên Nishino thay đổi chiến thuật ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Văn hậu không đá U23 châu Á, báo Indonesia suy diễn sốc. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Báo Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam sẽ lập thêm kỳ tích. Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, sáng 22 tháng 12, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục tập huấn gần 10 ngày tại đây trước khi sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á. Chiều 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tập huấn ở Hàn Quốc bằng trận giao hữu thắng ngược câu lạc bộ Busan Transportation Corporation với tỷ số 3-2. Các bàn thắng của U23 Việt Nam ghi lần lượt nhờ công của Nhâm Mạnh Dũng, Hà Đức Trinh và Nguyễn Hoàng Đức. Như vậy, U23 Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn ở Hàn Quốc với một trận hòa và một trận thắng. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Park Seo hòa sinh viên Đại học Yeongnam với tỷ số 0-0. U23 Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1. Sau đó, huấn luyện viên Park Seo sẽ chốt lại danh sách chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào ngày 8 tháng 1, tức trước trận gặp U23 UAE 2 ngày. Trước thời điểm huấn luyện viên Park Seo đưa học trò trở lại Việt Nam, tờ Money S của Hàn Quốc đã có bài viết ca ngợi thầy Park với tiêu đề "Huấn luyện viên Park Seo sẽ tiếp tục làm nên lịch sử ở Việt Nam". Cây bút Kim Huyên Jun cho rằng, bằng tài năng của huấn luyện viên Park, bóng đá Việt Nam sẽ chinh phục hai cột mốc lịch sử trong năm 2020, đó là lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành suất dự Olympic Tokyo. The Money F bình luận, bóng đá Việt Nam sắp khép lại năm 2019 với thành tích vàng. Đội U22 Việt Nam đã làm nên lịch sử với việc đánh bại U22 Indonesia 3-0 để giành huy chương vàng ở đấu trường SEA Games. Chính tài năng của ông Park đã tạo nên chiến tích lịch sử này. Đó thực sự là một thời khắc lịch sử với người hâm mộ, bởi họ đã chờ đợi tấm huy chương vàng quá lâu. Theo tác giả Hyun Jun, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào ở châu Á sau 2 năm huấn luyện viên Park Seo cầm quân. Bây giờ, trước mắt ông Park và bóng đá Việt Nam chính là những mục tiêu rất lớn trong năm 2020. Bằng năng lực được ví như phù thủy của mình, ông Park có thể giúp Việt Nam lập thêm hai kỳ tích mới, đó là tiến vào vòng loại thứ 3 ở World Cup, nơi dành cho 12 đội xuất sắc nhất châu Á. Bên cạnh đó là tấm vé dự Olympic Tokyo năm 2020. Đó là hai chiến tích chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng lần này, với vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam là huấn luyện viên Park Hang-seo, điều đó rất có thể xảy ra. Việt Nam bây giờ đã quen với phép màu, họ sẽ thách thức lịch sử vào năm tới, Hyun Jun chia sẻ. Học thầy Park, huấn luyện viên Nishino thay đổi chiến thuật ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau thất bại toàn diện tại SEA Games 30, huấn luyện viên Nishino quyết định sẽ thay đổi chiến thuật cho U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Theo CM Sport, vào ngày hôm qua 22 tháng 12, huấn luyện viên Akira Nishino đã chia sẻ rằng tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, ông sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật mới cho U23 Thái Lan. Cụ thể, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 thay thế cho sơ đồ 4-2-3-1 mà ông vẫn đang sử dụng suốt thời gian qua. Sau thất bại ở SEA Games 30, có vẻ như huấn luyện viên Akira Nishino đã nhận ra sơ đồ chiến thuật đang sử dụng hiện tại không phù hợp với đội tuyển Thái Lan và cần phải thay đổi. Thay vì chơi xu hướng tấn công, U23 Thái Lan sẽ chơi với sự chắc chắn và lấy phòng ngự phản công làm cơ bản. Điều này có phần chính xác khi đối thủ của U23 Thái Lan tới đây tại vòng chung kết U23 châu Á là những ứng cử viên vô địch với sức mạnh vượt trội so với đội chủ nhà. Sự kiến ngày 23 tháng 12, huấn luyện viên Akira Nishino sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với tư cách là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào top 3 giải đấu, qua đó giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản vào mùa hè sang năm. Dẫu vậy, huấn luyện viên Akira Nishino lại đang gặp trở ngại không nhỏ trong công tác chuẩn bị cho giải đấu rất được trông đợi trên sân nhà trong tháng tới. Huấn luyện viên Nishino quyết định U23 Thái Lan sẽ chỉ tập trung trở lại vào ngày 26 tháng 12 tới nhằm giảm tải cho các học trò sau một SEA Games căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến chiến lược gia người Nhật Bản gặp khó khăn
trong công tác chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Bởi theo quy định của ban tổ chức U23 châu Á, các đội sẽ phải nộp danh sách cầu thủ tham dự giải đấu 10 ngày trước trận ra quân. Theo lịch, trận đầu tiên của U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 với U23 Bahrain. Vì vậy, huấn luyện viên Akira Nishino chỉ có 3 ngày tập luyện cùng học trò trước khi gút danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chuẩn bị của chiến lược gia người Nhật Bản, bởi U23 châu Á là giải đấu vô cùng khắc nghiệt, nơi hội tụ những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á và có tính cạnh tranh rất cao, khác xa so với SEA Games 30 vừa qua. Văn hậu không đá U23 châu Á, báo Indonesia suy diễn sốc. Tờ báo của Indonesia đã có những lời bình luận nặng nề vì vẫn cay cú trận thua của đội nhà ở chung kết SEA Games 30. Chuyện văn hậu có trở về đá vòng chung kết U23 châu Á 2020 hay không đang trở thành vấn đề bàn tán của dư luận, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả những nước nằm trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, truyền thông Indonesia luôn tìm mọi cách để hạ thấp cầu thủ trẻ tài năng người Thái Bình, như đừng quên đi nỗi đau thất bại trong trận chung kết SEA Games 30 trước bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 21 tháng 12 2019, cây bút của tờ Indosport của Indonesia đã đặt dòng tít. Rõ ràng, kẻ nghiền nát chân của Evan Dimas đã trở thành con rối của Herenveen và sẽ không trở về Việt Nam. Trong bài viết của mình, nhà báo này bình luận rằng, máy nghiền chân từng triệt hạ Evan Dimas, Đoàn Văn Hậu hóa ra là một con rối của Herenveen khi anh ta không thể quay về Việt Nam để dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Có thông tin cho rằng, huấn luyện viên Johnny Jansen đã tông búc Văn Hậu lên tận mây xanh. Văn Hậu có thể rất vui mừng ở Hà Lan và anh ta sẽ quên đi việc quay trở lại Việt Nam để thi đấu ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Đây rõ ràng là những lời bình luận cay cú của truyền thông nhắm vào Văn Hậu. Kể từ sau SEA Games 30, không ít tờ báo của Indonesia đã liên tục đăng tải những bài viết về hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam với lời lẽ thiếu thiện chí. Nguyên nhân chính được hiểu là do Văn Hậu đã làm cầu thủ Evan Dimas bị thương trong một pha tranh chấp bóng và phải rời sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Tất cả mọi người đều hiểu nguyên nhân đó và cảm thấy nực cười bởi đây là những lời lẽ thiếu căn cứ, cho thấy truyền thông Indonesia không nhìn nhận đúng sự thật những gì diễn ra trên sân ngày hôm đó và cả nhận thức đúng về trình độ bóng đá của cả hai nước. Nhìn vào những gì Văn Hậu đang có ở Hà Lan thì cầu thủ này đâu phải là con rối tại câu lạc bộ Herenveen. Chẳng có một đội bóng đang thi đấu tại một trong những nền bóng đá phát triển nhất thế giới lại tốn công vô ích để vinh danh một con rối như Văn Hậu. Cũng chẳng có một vị huấn luyện viên trưởng nào lại phải ra tận sân bay đón con rối trong đội bóng của mình một cách trang trọng như Johnny Jansen làm với Văn Hậu. Những hành động như vinh danh, ra sân bay đón trực tiếp cầu thủ quê Thái Bình mà câu lạc bộ Herenveen dành cho Văn Hậu chỉ có thể khẳng định một điều rằng họ coi trọng tài năng của Văn Hậu, coi trọng sự thành công của chính cầu thủ đang thi đấu trong câu lạc bộ của mình. Đó là sự trân trọng cần có nếu vinh danh con rối ngay tại sân nhà khi có sự chứng kiến của hàng ngàn cổ động viên của đội bóng thì chẳng nhẽ họ đang biến chính những khán giả đó thành con rối nữa. Khi trả lời báo chí, Văn Hậu cũng nói rất rõ ràng, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, việc có tham dự giải U23 châu Á hay không, tôi hoàn toàn không thể quyết định. Giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA nên câu lạc bộ không phải nhà người. Tôi đang là cầu thủ của Herenveen, tôi phải tuân theo quy định và quyết định của câu lạc bộ. Dù thi đấu ở đâu, tôi cũng luôn cố làm tốt nhất có thể để làm sạng danh Việt Nam. Có thể nói, vòng chung kết U23 châu Á là một giải đấu đặc biệt. Chính giải đấu đó cách đây 2 năm đã mở ra thời đại huy hoàng của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu không được tham dự giải đấu ở Thái Lan sắp tới, tôi muốn gửi lời chúc ban huấn luyện cũng như các đồng đội gặp nhiều may mắn. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiến xa, lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo năm 2020. Từ phương xa, tôi luôn hướng về và chờ tin chiến thắng. Điều đó cho thấy, Văn Hậu còn trẻ nhưng đã ứng xử như một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn rộng xa tại những giải đấu hàng đầu thế giới tại Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, các cầu thủ cũng luôn phải tôn trọng quyết định của câu lạc bộ chủ quản. Đó là những điều đã quy định nghiêm ngặt trong bản hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Chuyện Văn Hậu không thể trở về vì các điều khoản đã ký với câu lạc bộ Herenveen khác hẳn với chuyện cầu thủ này đã không trở về. Hơn nữa, tại Việt Nam còn nhiều cầu thủ khác có đủ sức thay thế vị trí của Văn Hậu tại tuyển U23 chứ không như Indonesia, chỉ có mình Evan Dimas để rồi phải phụ thuộc. Khi không có cầu thủ này trong đội hình là gặp bế tắc và ngay lập tức đổ lỗi hết lên chàng hậu vệ trái của chúng ta.
Tài năng của Văn Hậu là điều không chỉ được huấn luyện viên của Henry Van thừa nhận, mà rất nhiều nhà cầm quân đến từ các nước khác nhau đã nói về điều này. Như huấn luyện viên trưởng Hamed Al-Azani của Olympic Oman đã dành từ tuyệt vời cho Văn Hậu. Chiến lược gia người Anh Steven Darby thì nể phục sự dũng cảm của Văn Hậu và tin rằng anh sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Datuk K. Riza Ropak, lại ấn tượng với tốc độ của chàng cầu thủ người Thái Bình. Và rất nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều không tiếc lời ngợi khen khi quan sát Văn Hậu chơi bóng. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!